Đồng thời mong lên người ai đến
dâng tín Chúa để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và các Thánh Thánh của Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và các Thánh Tử Đạo Hiển Vinh và toàn thể các Thánh, vì chúng con tin tưởng các Ngài luôn chịu cầu phục Chúa cho chúng con. Thank you.
Giáo xứ là gia đình của những người làm con Thiên Chúa. Tất cả là anh chị em, tất cả đã được thánh hóa để sống trong Đức Kitô. Xây sự soi dẫn thành thần, là dân thánh giữa nơi gian trần. Xin cho chúng con chân thành cộng tác với nhau để cùng dựng xây giáo xứ. Xin cho chúng con sống yêu thương và hợp nhất, thấm sâu tin mừng của Chúa. Chung tay đắp xây cuộc sống công bình và ai cho đời niềm tin yêu mới. Cùng nhau đi tới đem Chúa đến cho mọi người, dâng thân phục vụ mọi nơi. Chúng con chân thành cộng tác với nhau để cùng dựng xây giáo xứ. Xin cho chúng con sống yêu thương và hợp nhất, thấm sâu tin mừng của Chúa. Chung tay đắp xây cuộc sống công bình và ai cho đời niềm tin yêu mới. Cùng nhau đi tới đem Chúa đến cho mọi người, dâng thân phục vụ mọi nơi. Xứ là cộng đoàn của những người chuyên chăm lời Chúa, sẵn lòng vâng theo Chủ chân, chuyên cần nghe lời giáo huấn để sống hiệp nhất với nhau trong tình bác ái cao vời và trở nên mùi men cho đời. Xin cho chúng con chân thành cộng tác với nhau để cùng dựng xây giáo xứ. Xin cho chúng con sống yêu thương và hợp nhất, thấm sâu tin mừng của Chúa. Chung tay đắp xây cuộc sống công bình và ai cho đời niềm tin yêu mới. Cùng nhau đi tới đem Chúa đến cho mọi người, dâng thân phục vụ mọi nơi. Cùng nhau đi tới đem Chúa đến cho mọi người, dâng thân phục vụ. Phải luôn thâm nhuần tin mừng, đời sống giáo xứ phải luôn diễn tả tình Chúa. Đời sống giáo xứ chuyên cần cầu nguyện lễ dâng, lắng nghe lời Chúa sớm hôm, duy trì hiệp thông với nhau. Xin Thiên Chúa thánh hóa cộng đoàn giáo xứ chúng con, xin cùng đứng lên đức cậy cùng với đức tin, xin mở ra trái tim tuyệt vời, xin mở ra những lối đi mới. Nguyện Chúa chúng phúc gìn giữ hết mọi linh mục, nguyện Chúa nối kết dòng tu sứ đạo hiệp nhân. Đời sống giáo xứ chuyên cần cầu nguyện lễ dâng, lắng nghe lời Chúa sớm hôm, duy trì hiệp thông với nhau. Đời sống giáo xứ phải luôn thâm nhuần tin mừng,
đời sống giáo xứ phải luôn diễn tả tình Chúa. Đời sống giáo xứ chuyên cần cầu nguyện lễ dâng, lắng nghe lời Chúa sớm hôm, duy trì hiệp thông với nhau. Xin Thiên Chúa Thánh Hóa cộng đoàn giáo xứ chúng con, xin cùng cô đứng mến đức cậy cùng với đức tin, xin mở ra trái tim tuyệt vời. Để công viên của Thiên Chúa và để mọi người đã nhận lời và tâm thắng của người, con sẽ không có giám cảm giám mục giáo phòng những con đã công hiến nhà đời nhà giáo xứ An Đông ngày 16 tháng 6 năm 2016. Con đã đi bán tại toàn đầu thầy tốt thánh thần đạo An Lê nhà đạo của ông được dân chính sức khỏe hồng sáng lên trời. Từ nay giáo xứ An Đông sẽ mừng kỷ niệm lễ cung hiến nhà đạo vào ngày 16 tháng 6 hàng năm. Và tại giáo xứ An Đông ngày 16 tháng 6 năm 2016, giáo mục giáo phận Mỹ Tho, Phêrô Giang Cảnh, thân thương. không có gì chúng tôi
vì chúng sẽ có thể đến bờ hơn. Và xin các ngài tiếp tục cầu nguyện cho giáo xứ Thăng Long. Xin cảm ơn chính quyền cả cấp, tỉnh, huyện, xã đã tạo điều kiện thuận lợi nhất trong thời gian xây dựng nhà thờ này. Và trong một lễ thành công năm cuối cùng, dù đã cố gắng thật nhiều, cùng lễ hôm nay chắc không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Từ một phần cờ tuyệt vời có khi quên sót cả những quý thân nhân, cho đến những sơ sót và cái lỗi trong khi đó tiếp theo, rất mong được mọi người thông cảm lượng thứ. Một lần nữa, giáo sĩ Thăng Long chúng con xin tri ân quý cha, quý gia, quý tu sĩ cao đẳng, tất cả quý ân nhân và quý khách. Xin tiếp tục cầu nguyện cho giáo sĩ Thăng Long chúng con. Giáo sĩ Thăng Long chúng con xin đa tạ và kính chào. Chúng con có hoàn thành tâm, xin kính dâng lời kính cha, kính cha quý vị. Chúa ban bằng cái cách là Chúa thúc đẩy những tâm hồn quả tạ
giúp đỡ cho các cha, giúp đỡ cho anh chị em nó dân để có thể hoàn thành công trình điều này. Thế cho nên tôi lấy tư cách là giáo phụ của giáo phận hết lòng cảm ơn tất cả và từng người trong quý ân nhân trong giáo phận cũng như ngoài giáo phận, trong nước cũng như ở nước ngoài, đã cách này cách khác giúp đỡ cho giáo xứ Hà Long để có thể hoàn tất cái công trình tốt đẹp này và cũng là giúp đỡ cho giáo phận vị họ. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị. Chúa sáng mưa.
trái tim con người, tình yêu Chúa trong vơi. Đường chân Chúa đi qua, vài ngày nằm mang thánh giá, Ngài mở lối cho ta con đường về cùng Thiên Chúa. Muôn đời từ khắp gần xa theo Ngài cùng cất bài ca, chạy gieo những chọn riêng cho Chúa. Là người của anh em, linh mục là người tôi ta, con phục vụ Chúa mà thôi, khi phục vụ hết mọi nơi, để cuộc sống linh mục luôn thắm tươi. Tôi nghĩa là cái lúc mà nó bình yên thì con không về, bây giờ về không, vẫn về, vẫn về, vẫn về, vẫn về.
viên rồi hay lắm, hay lắm, rất là hay. Hay bảo thêm hai cái nhà thờ lẻ mẹ tính tiền có được. Bây giờ đổ đi còn lẻ sao? Mẹ phải là làm cho mẹ luôn. Dương này lớp lớn à, nói tên Dương mèo ba nhớ đi cái này rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa ban hồng ân thiên chúa.
dày vẫn chưa đầy bờ. Cho con xin vang lời tri ân lên bài tiểu gia một tha tình gia thiết tha tuyệt vời. Cho con xin vang lời tri ân lên bài.